Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom và mình là Hoàng đây. Hôm nay thì sẽ là chương trình Q&A. Chương trình Q&A sẽ là chương trình được phát sóng vào 7 rưỡi tối vào thứ bảy. Nhưng mà tất nhiên rồi, bây giờ không còn là 7 câu hỏi nữa. Mình đã điều chỉnh lại một chút bởi vì mình thấy rằng nhiều anh em mong muốn được trả lời những câu hỏi một cách kỹ lưỡng hơn, một cách chắc chắn hơn, chứ không phải những cái câu trả lời cho những câu hỏi như là đầu tư PC như nào, cái này như kia, cái kia như nào, mà mình sẽ trả lời kỹ hơn nhá, trả lời chuyên sâu một chút để anh có thể hiểu hơn về các thành phần của máy tính. Hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi của bạn Am Đức Hoàng à? Am Búc Hoàn gì đấy. Thì bạn hỏi là, cho mình hỏi là một số main có ghi trên hộp là Windows 11, vậy thì đó là gì và mình có cần phải mua bản quyền nữa không? Thì sẽ có hai lý do tại sao trên chiếc hộp, cái hộp main của bạn có cái logo Windows 11. Thì thứ nhất đó chính là sự hỗ trợ Windows 11. Các bạn phải hiểu rằng để chạy được Windows 11 mà không cần phải modding, không cần phải chế cháo, không cần phải ghosting, không cần phải các kiểu kiểu, thì chúng ta sẽ cần có hai yếu tố. Thứ nhất là Secure Boot, Secure Boot. Thứ hai đó chính là TPM 2.0, hay chính xác hơn là Trusted Platform Module. Đấy. Và sẽ cần yêu cầu phải hai cái đó, phải có hai cái đó thì mới có thể cài được Windows 11 và chạy Windows 11 được. Và nếu mà những cái main của bạn có cái tem Windows 11 ở trên hộp main ấy, điều đó có nghĩa rằng hãng main đã kiểm tra rằng máy, cái con main đó có hỗ trợ được TPM 2.0 và bật được Secure Boot để có thể chạy được Windows 11 một cách mượt mà nhất. Đó là lý do đầu tiên. Mình nghĩ đó là lý do chính tại sao các nhà sản xuất main lại in cái Windows 11 lên như vậy. Nhưng cái thứ hai ấy, mình nghĩ rằng đây là một cái lý do nhỏ nhỏ hơn một chút, nhưng theo gọi là cái não của mình thì mình nghĩ rằng cũng là một phần đấy, đóng góp vào cái việc mà xuất hiện cái logo như thế. Đó chính là quảng cáo Windows 11. Gần đây thì càng lúc càng nhiều hãng máy tính này, laptop này, tất cả thứ này, máy tính bàn, máy tính bùng, đeo đủ cái đeo đỉnh ấy, họ đều cài Windows 11 vào thiết bị của họ. Vào nào thì laptop này, máy tính bàn này, những con Dell Otiplex này, hay là những chiếc máy tính All-in-One của HP này, thì đều được cài Windows 11 hết, mặc dù có thể cấu hình của chiếc máy đó không hề cao một chút nào cả. Vậy thì tại sao lại như vậy? Mình nghĩ rằng đây là cái cách để có thể thúc đẩy người dùng sử dụng Windows 11 một cách nhiều hơn. Đây cũng chính là lý do tại sao mà những chiếc laptop của chúng ta, những chiếc laptop gaming ấy, có cái logo của Intel, của Nvidia, của AMD, tất cả chỉ đơn giản là cái gọi là sự marketing mà thôi. Đó. Và việc in một chiếc tem lên trên chiếc main của bạn cũng như vậy. Cái chiếc tem đó là một công cụ để marketing, bằng là đấy, chiếc main này chạy được Windows 11. Nó không chỉ là marketing cho cái hãng là ok, main tôi chạy được Windows 11, mà còn marketing cho cả Microsoft nữa là trên đời này có một chiếc Windows lớn hơn Windows 10. Và đó là lý do tại sao một cái con main mà có khá như thế, nó chỉ là để marketing và để xác định được rằng là chiếc main này đảm bảo sẽ hỗ trợ cho Windows 11. Nhưng điều đó không nghĩa rằng là nó sẽ không hỗ trợ khi mà không có tem nhá. Chỉ đơn giản là cái khi mà Windows 11 ra ấy, thì nó mới in cái đấy lên thôi. Còn những con main nào cứ có Secure Boot và có TPM 2.0 thì sẽ chạy được Windows 11. Thế nên là các bạn cứ thoải mái và nâng cấp lên nếu các bạn muốn nhá. Rồi, câu hỏi thứ hai của chúng ta đó chính là câu hỏi của bạn Phong Vũ. Bạn hỏi là, anh cho em hỏi, hai thanh RAM có bus này có ghi bằng nhau nhưng khác hãng có làm sao không? Câu trả lời ngắn gọn là có ảnh hưởng, tùy vào kit RAM, tùy vào thanh RAM mà bạn lựa chọn. Nó sẽ chạy về tốc độ thấp hơn, nó sẽ chạy về con nào có độ trễ cao hơn. Còn nếu mà câu trả lời kỹ hơn một chút thì mình sẽ trả lời cho bạn như sau. Một thanh RAM sẽ có 3 thông số chính như sau. Một là dung lượng, thứ hai là tốc độ và thứ ba là độ trễ. Thì trong bài toán của bạn, bạn đã cho mình biết được rằng là dung lượng bằng nhau, tốc độ bằng nhau, nhưng bạn không hề nói về độ trễ. Bây giờ thử tưởng tượng đi, bạn có một thanh RAM 8GB, bus là 3000, nhưng một em thì là CL18, một em là CL16. Vậy thế nên nếu mà bạn cắm cả hai thanh RAM vào, đua channel lên, bật XMP lên, thì mình đảm bảo rằng cái thanh RAM 18, thanh RAM 16 sẽ chạy ở CL18 anh em nhé. Bởi vì đơn giản rằng một thanh RAM CL18 không thể nào chạy nhanh bằng một thanh RAM CL16, nhưng một thanh RAM CL16 có thể chạy chậm xuống để bằng với cả một thanh RAM CL18. Mà kể cả nếu mà có hai con có cùng CL đi, nhưng mà anh em phải hiểu rằng trong cái CL đấy nó không chỉ là một số đâu, nó còn có rất nhiều số đằng sau. Ví dụ như là CL16 thì sẽ có là chẳng hạn như là 16, 18, 18, 36 đi. Còn một em thì là 16, 20, 20, 40 đi. Kiểu như vậy ấy. Thì khi mà anh em cắm hai thanh vào thì em CL16, 18, 18, 36 thì chạy chậm, tức là giảm cái độ, tốc độ của nó xuống để có thể bằng được em là 16, 20, 20, 40. Và kể cả nếu mà bây giờ có cùng tất cả các thông số đi, cùng là hai thanh RAM nào thì 16, 16, 16, 18, 18, 36 đi,
các kiểu đi, đều giống như thế đi. Nhưng em phải hiểu rằng ở đằng sau những cái profile còn rất nhiều thông số nữa, bởi vì mỗi hãng họ sử dụng một cái control, microcontroller riêng, mỗi hãng sử dụng một cái chip riêng, mỗi hãng sử dụng một cái die riêng, mỗi hãng sử dụng một cái hãng chip riêng, dẫn tới việc là cái profile XMP của họ không hề giống nhau. Thế nên là sẽ cực kỳ là khó để có thể match được những cái RAM như thế. Và để tối ưu nhất ấy, thì mình khuyên rằng anh em nên mua theo kit, bởi vì một cái kit thì các hãng đã đều kiểm tra rồi để đảm bảo rằng nó có thể chạy dual channel XMP một cách thoải mái nhất và với tốc độ bằng nhau nhất. Còn nếu mà cùng lắm ấy, thì cố gắng mua cho mình là cùng hãng, cùng thanh, cùng loại để đảm bảo rằng có cùng chất lượng nhất, để có cùng tốc độ nhất. Vì anh em phải hiểu rằng việc mà một hãng RAM ấy họ có thể thay đổi kit, tức là họ thay đổi cái chip hoặc là microcontroller ở trong một cái thanh RAM ấy, khá là khó xảy ra, trừ một số hãng nhá. Ví dụ như Adata thì hay có trường hợp đấy, nhưng với SSD nhá. Còn RAM thì mình chưa biết, nhưng mà ít hãng sẽ đổi microcontroller, đổi chip trong cùng một thanh RAM ở nhiều thời điểm khác nhau. Thế nhá. Đấy, nên chọn như thế, còn không nên chọn hai hãng khác nhau như các bạn đã định đâu. Và cuối cùng, câu hỏi thứ ba của chúng ta đến từ bạn TOT. Bạn hỏi là mình thấy khó hiểu vì sao GPU trên lab bị đội giá cao thực sự. Dù cùng nhân đó điện thì giảm, tản thì chẳng phải đầu tư phức tạp nhiều mà còn ít và mỏng nữa. Vậy mà laptop cứ nhét vô là giá đội lên một cách khó hiểu. Ok, thực sự ấy, để mà nói mình không nghĩ rằng bạn nói đúng, bởi vì một chiếc GPU trên laptop không bị đội giá nhiều đến như thế. Bạn phải hiểu rằng là trên desktop thì chiếc 4080 đã rơi vào khoảng tầm 30 triệu, gần 40 triệu và nhiều khi là trên 40 triệu với những phiên bản cao cấp nữa. Vậy thì làm sao? Vậy thì cái laptop của một chiếc PC thì chiếc PC cũng sẽ phải khoảng tầm 70, 80, nhiều khi là 90 triệu chứ đúng không? Vậy thế nên là laptop của một chiếc laptop thì không thể nào mà không đạt được mức giá 80, 90, nhiều khi là 100 triệu được. Bởi vì anh em phải hiểu rằng là chiếc laptop không chỉ có GPU, nó còn có CPU, nó còn có RAM, nó còn có ổ cứng, nó còn có cả màn hình, nó còn có cả webcam, nó còn có cả bàn phím, nó còn có cả touchpad, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ linh tinh bên lề nữa. Thế nên là việc mà chạm vào cái mức 100 triệu là một mức hoàn toàn hiểu được. Và một cái điều nữa ấy, là ok, mình biết rằng 4080 nó có thể bị cắt giảm về tản nhiệt, nó bị cắt giảm về chip, nó vẫn bị cắt giảm về CUDA core, bị cắt giảm về điện. Nhưng anh em phải hiểu rằng người ta tốn rất nhiều tiền vào R&D, tức là Research and Development, hay chính xác hơn đó chính là nghiên cứu và phát triển. Anh em phải hiểu rằng một hãng laptop khi mà họ đã nhận được cái con chip của 4080 ấy, họ sẽ phải có những cái bài toán như sau: làm sao để lắp vừa con chip đó vào trong chiếc laptop của chúng ta, làm sao để lắp vừa cái VRAM đã được định sẵn vào trong chiếc laptop của chúng ta, chúng ta sẽ cần bao nhiêu phase nguồn, bao nhiêu điện để truyền cho con chip đó ở trên chiếc laptop của chúng ta, chúng ta sẽ cần phải đặt vào vị trí nào. Và anh em phải hiểu rằng nhá, một chiếc GPU cao cấp khi mà nó có quá nhiều linh kiện như thế, phase nguồn, VRAM, gọi là chuyển cục chuyển đổi hay bất kỳ cái thứ kiểu linh tinh ấy, mà để ở trong một bo mạch to đúng không thì có nhiều chỗ, nhưng càng rút gọn, càng thu gọn vào thì nó sẽ càng tốn tiền, bởi vì là càng phải khó tìm chỗ cho những thành phần đấy hơn, khiến cho chuyển to thành nhỏ trở nên khó rất nhiều. Đó chính là lý do sao mà mini PC, PC ETX rẻ, đắt hơn rất nhiều so với cả một chiếc MATX rồi anh em ạ. Và sau khi mà nghiên cứu xong thì họ phải thiết kế được chiếc tản để phù hợp với cả cái die đó, phù hợp với cả những lượng VRAM đó, phù hợp với cả những cái phase nguồn như thế, và tạo nên một cái khoảng cách về tiền rất là lớn, chi phí R&D rất là lớn. Mà đặc biệt nhá, sang năm sau họ dùng với cả 5090 hay là 5080 thì họ lại phải đổi tiếp, lại phải chỉnh tiếp. Mặc dù nhìn trong bên ngoài không có thay đổi gì nhiều, nhưng bên trong thì thay đổi rất nhiều đấy anh em ạ. Đây cũng chính là lý do sao mà những chiếc laptop giá rẻ không hề thay đổi một chút nào cả. Bởi vì anh em phải hiểu rằng là dù là 3050, 4050 hay là 3060, 4060 thì nó chỉ là những chiếc chip giá rẻ thôi. Họ những cái die kích cỡ không lớn này, VRAM không quá là nhiều này, phase cũng không cần phải quá mạnh mẽ. Thế nên là họ nhiều khi họ chỉ cần thay đổi một chút, họ gắn lại một chút và họ sử dụng nguyên cái nội, gọi là cái nội cái thiết kế bên trong, sử dụng nguyên như thế thôi. Và 1-2 năm thì họ thay vỏ, thế là thành một chiếc laptop mới. Đó chính là lý do sao mà họ có thể giữ giá laptop giá rẻ thấp đến như thế. R&D một lần dùng cả đời cơ mà, nên là không lý do sao mà laptop giá rẻ với GPU giá rẻ nó lại thấp như vậy, và laptop giá cao và GPU giá cao nó lại cao như thế. Và đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng của chương trình Q&A của hôm nay. Em này sẽ là Q&A số thứ 54, phát sóng vào 7:30 thứ bảy hàng tuần. Nếu mà anh em cảm thấy chương trình này hay và câu hỏi này có thể kỹ càng đáp ứng được cho anh em đầy đủ các nhu cầu thì hãy gọi là thả một cái like và một cái subscribe nhé. Còn nếu mà anh em có thấy video này có thêm các câu hỏi gì nữa ấy, thì hãy để ở dưới comment để mình có thể trả lời dễ dàng hơn.
Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này. Hy vọng là anh em thành công sau nhé.